Hôm nay hai đứa đi đâu? Hôm nay đi canh dịch. Cái đi coi dịch hả? Bao lâu rồi chưa đi? Bao lâu rồi chưa đi? Sao con mừng không? Con mừng không? Dạ. Dạ? Dạ. Con gì vậy? Đâu chỉ cho đấy đi coi con gì vậy? It's a grasshopper. Con grasshopper là con gì? Grasshopper. Con cào cào. Hay là con trông trống? Wow, nó bị gãy cái giò rồi. Hôm nay lần đầu tiên á, phải còn mấy tháng rồi ta? Chắc cũng 2-3 tháng rồi đó. Hôm nay ở nhà tụi nó điên quá rồi, nên phải mạo hiểm dẫn cho nó đi đi ra ngoài để công viên chơi xe đạp. Đi nè. Mở cửa cho đấy đi. Goodbye, Grasshopper. Hai đứa lên xe nè, lẹ. Mẹ lên xe, mau lên. Lẹ. Khoát khoát hả? Playground. Lâu quá, con không đi ra đường vui không? Dạ. Con đi bờ có vui. Con say hi đi. Chào các vị khán giả. Nè, Linh say hi đi con. Hi. Đây sao con? Con xin kính chào. Kính chào. Quý vị. Quý vị. Khán giả. Khán giả. Giờ con đi chơi. Giờ con đi chơi. Linh đi chơi vui không con? Dạ. Hôm nay đi chở đi đâu đó? Đi coi con vịt. Đi coi con vịt hả? Đi coi con vịt. Cho con đeo cái nón vô. Cho nón vô. Cho nón vô. Ngồi lên. Để nó bắt rắm vô được không? Bấm vô được không? Đây, đây là dài vô. You look like different. Đeo khẩu trang vô. Đeo khẩu trang vô trước rồi bấm nón thôi khác. Trời ơi, nhìn đẹp trai quá ta. Đó. Đây, 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 đeo khẩu trang vô trước. Đây, đeo khẩu trang vô khác. No, the glasses. Ừ, đeo khẩu trang vô. Đó. Đây. Đây vô, đây vô, đây vô, đây vô. Ok. Rồi, sắp xuống dưới ha. Rồi đeo nón đây, đeo mắt kiến vô. Này đeo nón vô. Rồi mới chơi xe đạp được ok. You can do it. Đó, bỏ vô đi. Rồi vô. Này nó đi gắn được không? Được không? Đi gắn nha. You can do it. Không chịu cho làm, tự làm. Đó, gắn vô. Được chưa? Yeah. Okay, good job. Xe đạp của ai đây? Okay. This one is mine. Xe đạp này của ai? It's mine. Cẩn thận nha. Okay. I'm gonna wear glasses. I don't need it. I already know that. Okay. Chạy xe nha. Go first. There's a butterfly there. Buckle up. Đây. 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 Xuống, cào lên xuống con. Xuống. Đi qua đây nè, bây giờ đây, đúng rồi đó. Đi.
Đi vô làm tiếp, đi vô tiếp kìa. Đi lên nè, xong rồi. Ok, chạy đi, go. Phải chỉnh bé nha. Cái này mà chạy theo tụi nó đó, thấy không các bạn, sẽ bị mệt lắm. Đi đi, đạp đi. Chạy né người ta nha. Kìa, dịch kìa. Dịch đó. Nó con đâu xuống nước đó được đâu. Nguy hiểm lắm, đi chỗ khác đi con. Đây đông người lắm, đi quanh kia lẹ. Đi đi, nè, đi đi. Wow, cái con gì đây hả? What is it? Right in the middle of the tree. Okay. Đâu thấy gì đâu. I don't see anything. Cái kiểu này các bạn biết không, cái này đi mỗi ngày mà đi kiểu này chắc là mau ốm lắm. Từ từ nha, cái chân té nha. Sao mấy cái hộ bên này đẹp không nè, giống như là ở Việt Nam vậy. Đi con, nó đòi đi trước không à. Sao hai đứa đi chơi vui không hả, đi chơi vui không? Dạ. Chạy đua đi, chạy đua đi, chạy đua. Go, 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 chạy đua. Mất. Chạy khí thế quá ha. Đi, con đi đi. Này á, nó tánh vậy, nó gì nó cũng phải đi đứa trước hết. Thấy không? Dạ, đi đi. Go, go, go. Không có chạy xuống cỏ nha. Hôm nay đi chơi vui không? Dạ. Phải nói là đi. Đi với tụi nó không đủ mệt nữa. Đi qua hướng này đi. Go this way. Qua hướng này. Đi hướng này nè. Coi chừng. Đi đi đi. Coi chừng. Bữa nào chắc phải mua chiếc xe đạp để mà chạy theo tụi nó chứ đi bộ cái này các bạn mới không chạy không nổi. Các bạn thấy cảnh này không? Rất là đẹp thấy không? Cái chỗ cái công viên này đó, con quay rất là nhiều lần rồi. Và hôm nay lần đầu tiên nó dẫn tụi nó xuống núi. Mấy tháng nay á, phải về chống dịch. Về nó mệt lắm rồi. Đi, cảm ơn. Go, go straight. Có chạy hết nổi rồi các bạn ơi. Cái này chắc bị bệnh nặng lắm rồi. Đi có chút xíu thôi là đã chịu hết nổi rồi. Cái gì con? Đi đi. Go, 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 go. Cái chừng té nha. Đây cái con gì kêu vậy? Cái chim kêu hay quá, nó hót xuống đo. Kìa, ai có dịch kìa. Ai dịch kìa. Con chim gì kêu vậy? Chim gì hót hay quá vậy? Con, con. Có cái ổ con gì kìa? Ổ con gì vậy? Có nhiều ổ vậy? Có nhiều ổ quá. Đi 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 đi, come on. Đi. Đây nè. Chạy đua nha, coi ai đi trước nha. Đó, nhường cho em đi, nhường cho em. Đi đây con. Các bạn biết không? Thằng này á, cái gì nó cũng phải muốn đi trước hết đó, nó không muốn đi sao.
đó, đi đi, rồi đi đi, đó, con ngồi con chạy đi. Đi đi, go go go. Nó mới có 3 tuổi mà cài chớn gì đó. Leo lên. Đi. Go. Nha. Cái nước ở đây chắc nó cạn lắm chứ không có sâu đâu. Dí gì vậy? Ủa? Có gì nó chạy. Mệt quá. Cái cảnh đẹp không ở bên lúc được không? Con thích ở đây không? Dạ. Yeah. Kìa chị hai lên xe đạp rồi kìa. Come on. Go 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 go. Ai để cho đó? Hả? Trời ơi, các bạn biết không, ở Mỹ đó mà lo hai đứa con đó, không phải là dễ đâu nha. Cực lắm. Thằng này đó nó quậy lắm. Nó 3 tuổi cái gì nó cũng biết hết đó. Yeah, con diều đó. Yeah. Nè. Nè nè nè, nó hỏi nè. Con diều quá không? Mình đi nguyên vòng ở đây nha. Đi vòng ra đó thấy không? Đây không. Hả? Bỏ xe đạp hả? Đây không á. Đây để đây đi. Để trong đề á. Cái đó xa lắm á con, đi vòng ở đây nè. Con thấy máy bay bự không? Dạ. Đây nè, come on. Go 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 go. Đẩy không nổi hả? Có con sóc đâu rồi? Nó chạy vô hang này hả? Dạ. Ô, nó chui vô đó nó trốn rồi hả? Ok, đi tiếp nè. Con xe lên này. Hả? What's that? That's the sun. Đây. Này, bỏ xe vô. Đi nãy giờ nhiều rồi. Hai đứa đi chơi vui không? Yeah. Yeah. That was fun. That's fun. Yeah. Ở chừng xe nha. Ở chừng xe, yeah. Okay. Đây. Đây, đây là đó. Này mở cho con hả? À, rồi, rồi sao? Để vô. Rồi đi lên xe mà lên. Hai đứa đi chơi vui không? Dạ. Giờ nói làm sao? Nói, cảm ơn quý vị khán giả. Công nhận đi nãy giờ mệt thiệt đó nha. Đã. Đã. Nó cảm ơn các ông bà nữa. Quay qua đây nè. Bây giờ các bạn thấy không, đi có tí xíu thôi á mà cái mặt nó đỏ quét rồi.
không? Con nói sao? Cảm ơn các ông bà. Cảm ơn các bà. Và quý vị khán giả đã theo dõi cái video clip này của con. Cái này 2 tháng rồi mới được ra đường chơi đó nha các bạn. Có bao lâu rồi con chưa được đi chơi? Rất là lâu phải không? Con vui không? Đi chơi vui không? Khi nào con đi nữa? Trời, mai mốt đi nữa ha. Ok, bye bye quý vị khán giả đi nè. Mình gió. Mình gió đi. Giỏi. Ok, em cảm ơn các bạn nhiều lắm. Và xin hẹn các bạn trong những cái video clip kế tiếp nhé. Bye bye.